Bây giờ tất cả con lấy vở ra và hôm nay chúng ta sẽ học một cái chuyên đề mới ngày hôm nay, đó là chuyên đề về mệnh đề quan hệ. Các con ghi cẩn thận vào vở tiếng Anh ở trường nhé. Phần này là một phần chuyên đề trong bổ trợ, nhưng mà vì chúng ta đang nghỉ dịch cho nên là chúng cô không 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 dạy được, thì các con sẽ học trên YouTube này. Bây giờ con nhìn kỹ vào mệnh đề quan hệ, viết cho cô cái phần này vào vở, relative clause, mở hóa đơn mệnh đề quan hệ. Bây giờ tất cả con nhìn vào câu đầu tiên, can I have the book? Tôi có thể có lại cái quyển sách. Vậy khi cô nói một cái câu này với một cái người khác thì cái người đó đương nhiên là không hiểu cái quyển sách đấy là quyển sách nào. Đấy, vì cái từ the book ở đây là nó chưa xác định. Vậy muốn nó xác định thì ta cần phải cung cấp thông tin thêm cho nó, quyển sách nào. Đấy, vậy cái mệnh đề đằng sau này chính là mệnh đề là which I gave you last week, quyển sách mà tôi đưa cho bạn tuần trước ấy, là một cái mệnh đề sẽ làm rõ nghĩa cho từ the book và nó đứng ngay sau từ the book. Trong trường hợp này cái mệnh đề này, được gọi là mệnh đề quan hệ. Và mệnh đề quan hệ này bắt đầu bằng từ that hoặc từ which, bắt đầu từ đây. Được chưa? Which I gave you last week. Trong trường hợp này nó làm rõ nghĩa từ the book và nó đúng ngay sau từ the book. Vậy chức năng của mệnh đề quan hệ chính là có chức năng của một tính từ làm rõ nghĩa cho danh từ đứng ngay trước trước nó. Chúng ta vào cái mệnh đề quan hệ hay là mệnh đề tính ngữ, tức là mệnh đề có chức năng của một tính từ làm rõ nghĩa cho một danh từ đứng trước, có chức năng của tính từ làm rõ nghĩa hay bổ nghĩa cho danh từ đứng ngay trước nó. Ví dụ tôi có câu đầu tiên, the man who lives next door is very friendly. Cái người đàn ông mà sống ở ngay nhà hàng xóm này này rất là thân thiện. Vậy nếu như trong câu này tôi bỏ toàn bộ cái who lives next door, được chưa? Tôi bỏ toàn bộ cái mệnh đề này đi, thì cái câu này còn là the man is very very friendly, cái người đàn ông đó rất thân thiện. Câu này không đúng đúng không? Câu này chưa rõ nghĩa đúng không nào? Vậy chưa rõ nghĩa thì lúc này ta phải làm rõ nghĩa của nó lên, và là bằng cái mệnh đề quan hệ đằng sau, đó là who lives next door. Và cái này được gọi là mệnh đề quan hệ làm rõ nghĩa từ the man. Cả cái mà cô đang chỉ như này đấy mới là chủ ngữ của cái động từ is, được chưa? Đây chúng ta sẽ đi vào cái mệnh đề quan hệ đầu tiên, đó là mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng từ who. Từ who có nghĩa là người mà và làm chủ ngữ hoặc tân ngữ. Trong câu này nó làm chủ ngữ đây. The boy who broke the window is my brother. Cậu bé mà đánh vỡ cửa sổ ấy là em trai của tôi. Vậy trong trường hợp này, cậu bé, người mà đánh vỡ cửa sổ, cái mệnh đề này là gọi là mệnh đề quan hệ. Làm rõ nghĩa cho từ the boy. Được chưa? Và cả cái the boy who broke the window làm chủ ngữ của cái câu này. Được chưa? Tiếp theo trong trường hợp thứ hai, từ who này làm tân ngữ. The man who you met yesterday is the manager. Cái người đàn ông mà bạn gặp ngày hôm qua chính là người quản lý. Đấy, người nào? Người đàn ông nào? Người đàn ông mà bạn gặp hôm qua ấy. Vậy cả cái mệnh đề này chính là mệnh đề quan hệ whom you met yesterday. Thế tại sao tại sao trong trường hợp này từ who lại là tân ngữ? Vì ở đây nó có cái chủ ngữ you rồi. Được chưa? Người mà bạn gặp thì cái từ whom này chính là tân ngữ của từ met đây này. Đấy. Thì cái từ who này chúng ta có thể thay được bằng từ whom. Phần 3 chính là cách sử dụng của từ whom. Whom ở đây cũng là một đại từ quan hệ mà nó chỉ làm tân ngữ thôi, nó không làm chủ ngữ được. Do you know the girl whom Tom is talking to? Bạn biết có biết cái cô gái mà Tom đang nói chuyện cùng hay không? Được, cô gái nào? Vậy toàn bộ cái mệnh đề đây làm rõ nghĩa cho từ the girl. Phần 4, đại từ quan hệ tiếp theo chính là từ which. Từ which có nghĩa là cái mà nó dùng để thay cho sự vật hoặc đồ vật. This is the book which I like best. Đây là cuốn sách mà tôi thích nhất. Vậy trong trường hợp này từ which làm tân ngữ nhé, bởi vì đằng sau nó có chủ ngữ rồi. Mệnh đề quan hệ mà cứ có chủ ngữ rồi thì cái đại từ quan hệ đứng đằng trước sẽ làm tân ngữ. Được chưa? Và cả cái mệnh đề này nó làm rõ nghĩa cho từ the book. Các con nhìn trang tiếp theo này. The car which won the race was broken afterwards. Cái chiếc xe ô tô
Cái mà thắng trong cuộc đua bị hỏng ngay sau đó. Mệnh đề quan hệ đây. Và làm ngõ rõ nghĩa cho từ the core đây. Mà toàn bộ cái này mới làm chủ ngữ của cái câu này, làm chủ ngữ của động từ worst. Mệnh đại từ quan hệ tiếp theo đó chính là từ that. That có nghĩa là cái mà hoặc người mà, có nghĩa là riêng cái từ này nó thay thế được cho cả người và cả vật. Được chưa? Và nó có chức năng làm cả chủ ngữ và cả tân ngữ. Đây. The architect who designed the building is famous. À, cái người kiến trúc sư mà người người mà thiết kế ra cái tòa nhà này rất là nổi tiếng. Thì cái từ who này làm chủ ngữ đúng không? Vậy ta có thể thay nó bằng that được. Ok chưa? Và trong trường hợp đại từ quan hệ làm chủ ngữ như thế này thì chúng ta không được phép bỏ đại từ quan hệ. Nhưng ở sau câu dưới này chúng ta có quyền được bỏ đại từ quan hệ đi. The movie which we saw last night wasn't good. Bộ phim mà chúng tôi xem ngày hôm qua không hay. Which hoặc that có thể bỏ đi và không cần dùng gì. Đây, đánh dấu X đây. The movie we saw yesterday wasn't good. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là which we saw last night. Đúng không? Đây là mệnh đề quan hệ nhé. Được chưa? Làm rõ nghĩa cho the movie. Bộ phim nào? Bộ phim chúng tôi xem ngày hôm qua. Được chưa? Và trong trường hợp như thế này thì từ which và từ that làm tân ngữ. Khi nó làm tân ngữ, ta được phép bỏ đại từ quan hệ, bỏ which hoặc that đi. Câu này, ba cái từ này cũng đều làm tân ngữ đây. The man you talk to wasn't friendly. Người đàn ông mà bạn nói chuyện cùng không thân thiện lắm. Đấy, người đàn ông nào, người đàn ông bạn nói chuyện cùng thì nó đã có cái chủ ngữ là you rồi, thì ta có thể bỏ tân ngữ này đi được. Đại từ quan hệ tiếp theo tính là chính là từ whose. Whose có nghĩa là của. Và sau từ whose thường là một danh từ. Cả cái cụm này sẽ làm chủ ngữ trong câu hoặc tân ngữ của câu. Đây ta có câu này. The boy whose bicycle you borrow is Tom. Cậu bé người có cái xe đạp mà bạn mượn ấy là Tom. Thì chúng ta nhìn thấy bicycle là danh từ đây. Đứng sau từ whose. Và cả cái whose bicycle này là tân ngữ của cái từ borrowed. Được chưa? Và đằng sau nó có chủ ngữ rồi đấy. Ok chưa? Nhớ nhé, whose chỉ đứng trước danh từ làm tân ngữ. Được chưa? Và nó chỉ sở hữu cậu bé có cái xe đạp mà bạn mượn đấy là Tom. Chúng ta chuyển sang trang tiếp theo. Nếu là sở hữu của vật thì chúng ta sẽ dùng từ of which. He found a cat, the leg of which was broken. Anh ta tìm thấy một con mèo mà có cái chân bị gì? Bị gãy. Đấy, a cat, the leg of which. Trong trường hợp này sở hữu của vật chúng ta dùng of which thì cái từ mà chỉ sở hữu nó sẽ đứng ở đằng trước. The leg of which. Đại từ quan hệ tiếp theo, đây chính là một mệnh đề dùng để chỉ về nơi chốn, có nghĩa là nơi mà. Và nơi mà này các con sẽ thay được bằng in which hoặc at which. Được chưa? This is the place where the accident happened. Đây là nơi mà tai nạn xảy ra. Thì ở đây where đứng sau từ the place, từ là từ chỉ địa điểm. At which cũng vậy, đứng sau từ chỉ địa điểm. Được chưa? Và đằng sau luôn luôn có chủ ngữ. Nhớ nhé, từ where này không bao giờ đứng làm chủ ngữ trong câu. Then they moved to Paris where we live for 6 years. Sau đó thì chúng tôi đã chuyển đến Paris, nơi mà chúng tôi sống 6 năm. Vậy where ở đây thay được bằng in which. Từ quan hệ tiếp theo chính là từ when. When có nghĩa là khi mà. I'll never forget the day when I met her. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà tôi gặp cô ấy. Được chưa? Vậy đây cái từ nơi đây chính là từ danh từ chỉ về thời gian. Và cả cái mệnh đề đằng sau chính là mệnh đề chỉ thời gian, làm rõ nghĩa cho từ nơi đây. Và từ when này các con cũng thấy là nó không bao giờ nó làm chủ ngữ được. Nó chỉ là một từ chỉ về thời gian. Vậy nó đứng trước chủ ngữ là ai? Vậy ta có một cái câu chốt ở đây, đó chính là sau when và where luôn có một chủ ngữ và một động từ. Được chưa? Tiếp theo nhá. Các con nhìn thấy ví dụ ở bên dưới này. This is the house
Which was broken into last night? Cái này thì được, đây là cái ngôi nhà mà bị đột nhập hôm qua. Thì which trong trường hợp này làm chủ ngữ, còn where tuyệt đối không dùng được vì where không làm chủ ngữ. Câu số 9 chính là từ why. Why bằng với for which và bắt đầu nó đứng sau cái từ the reason. Please tell me the reason why you are so sad. Làm ơn nói cho tôi biết tại sao bạn lại buồn đến như vậy. Đấy, vậy đây cái mệnh đề why như các con nhìn thấy ở đây này. Mệnh đề why là một cái mệnh đề chỉ về lý do thì nó sẽ đứng sau từ từ the reason. Được chưa? Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nhé. Giới từ without không được dùng sau động từ. The woman without whom I can't live is Jane. Người phụ nữ. Cô xin lỗi, phần này các con không 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 làm nhé. Các con chuyển sang phần 13. Đó là các loại mệnh đề quan hệ. Thì trong đề thi vào 10 của con ấy, nó cũng sẽ nhấn mạnh vào hai loại mệnh đề quan hệ, đó là mệnh đề quan hệ xác định và mệnh đề quan hệ không xác định. Ghi rõ ràng vào vở cho cô này. Mệnh đề quan hệ xác định là mệnh đề làm rõ nghĩa cho danh từ phía trước. Nếu không có mệnh đề này thì câu không đủ nghĩa. Đây. Người đàn ông mà cướp đồ của bạn ấy đã bị bắt. Vậy nếu như ta bỏ cái mệnh đề quan hệ này đi thì cái từ the man này ta không biết là người nào hết. Người đàn ông bị bắt, tôi chả biết người nào hả hết. Đúng không nào? Vậy ta phải nói là người đàn ông mà cướp đồ của bạn. Đấy, vậy cả cái mệnh đề này nó làm rõ nghĩa cho từ đằng trước và tuyệt đối không bỏ được. Thì đó lúc đó ta gọi mệnh đề này được gọi là mệnh đề quan hệ xác định. Và trong mệnh đề quan hệ xác định ta có thể bỏ who, whom, what, when, why khi chúng làm dân ngữ. Cái này cô nói rồi. Mệnh đề quan hệ không xác định cung cấp thêm thông tin cho danh từ đứng trước nó. Có thể bỏ đi mà câu vẫn đủ nghĩa. Đứng sau dấu phẩy hoặc dấu gạch nối. Sau tên riêng, sau các tính từ sở hữu, sau this và that. Ví dụ, the book Jane Eyre, which I was reading, is nice. Vậy nếu tôi bỏ cái mệnh đề quan hệ này đi, câu này vẫn đủ nghĩa. Cái cuốn sách Jane Eyre rất là hay. Thì tôi biết thì cái cuốn sách Jane Eyre nó có tên riêng thì tôi biết nó là cái quyển sách gì đây, quyển sách đấy đây này, Jane Eyre đây này. Thế nhưng nếu trong trường hợp mà tôi bỏ cái mệnh trong trường hợp mà mệnh đề quan hệ này nó không có tên riêng, cái cuốn sách mà tôi đang đọc thì trong trường hợp đấy không có tên riêng thì bắt buộc phải dùng cái này nhé. Tiếp theo, my sister who is very intelligent has got special special talent. Chị gái của tôi, người mà rất thông minh, có một cái tài năng rất là đặc biệt. Tôi không cần cái mệnh đề này, câu này vẫn đủ nghĩa. Bởi vì bạn nói chuyện với tôi chắc chắn bạn biết chị gái của tôi là ai rồi, đúng không nào? Trong mệnh đề quan hệ không xác định, từ which thay thế cho cả câu đã đằng trước. Cái này là con lưu ý. Và cái này rất hay dùng trong cái bài viết lại câu hoặc là bài dạng bài điền từ cho trước dựa vào bài đọc đấy. Mark hasn't been home yet. Mark chưa về nhà. Which worries me. Và điều này làm cho tôi lo lắng. Điều này chính là cái điều mà Mark chưa về nhà. Vậy từ which trong trường hợp này nó thay thế cho cả mệnh đề đứng đằng trước. Được chưa? 14. Rút gọn mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ có rút gọn được không? Có. Hình thức rút gọn của mệnh đề quan hệ là cái mà chúng ta từ học từ năm lớp 7. Nhưng đến năm lớp 9 thì các con sẽ được học mệnh đề quan hệ nhưng lại không có hình thức nào mà ở trong sách giáo khoa ấy, họ không giới thiệu cái bài nào kết nối giữa dạng rút gọn mệnh đề quan hệ. Nhưng phần này cô cũng sẽ dạy các con để sau này được phục vụ cho việc thi sau này. Phần A, mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng một cụm tính ngữ đuôi ing hoặc là cụm tính ngữ có đuôi ed. Các con nhìn vào ví dụ đầu tiên. Người đàn ông đó, cái người mà ngồi cạnh Mandy ấy, là chú tôi. Đúng không? Thế bây giờ tôi sẽ bỏ toàn bộ cái who is đi, chỉ cần sitting thôi. Câu này vẫn hoàn toàn đủ nghĩa.
The man sitting next to Mandy is my uncle. Người đàn ông ngồi cạnh. Không cần người đàn ông, cái người mà ngồi cạnh. À, thế như vậy trong trường hợp này tôi đã loại bỏ đại từ quan hệ và loại bỏ trợ động từ đi, chỉ còn cái động từ doing thôi. Tiếp theo, câu tiếp theo này. The road that joined the two villages was very narrow. Cái con đường mà nối hai làng với nhau rất là hẹp. Đúng không? Thì trong câu này chúng tôi đã bỏ cái từ that đi và tôi join, tôi không để quá khứ nữa. Bởi vì hình thức nối của hình thức rút gọn của mệnh đề quan hệ lúc này chỉ còn động từ. Động từ này đóng vai trò là tính từ nhé. Nối thì nó sẽ bổ nghĩa cho từ đằng trước đây. Con đường nối hai làng rất hẹp. Đáp án: The road joining the two villages was very narrow. Mệnh đề quan hệ chỉ ước muốn, hy vọng và mong đợi. Fans who hope to buy tickets have been queuing all night. Bỏ who hope thành hoping. Được chưa? Những fan hâm mộ, người mà rất mong đợi mua được vé, đã xếp hàng cả đêm. Tương tự như vậy. Chúng ta bỏ ý cuối cùng nhé. Bỏ cái ý cuối cùng này đi. Phần B, mệnh đề quan hệ được rút gọn bằng một động từ ở dạng P2, tức là dạng ED, VAD hoặc V cột 3 khi nó mang nghĩa bị động. The boy who was injured in the accident was taken to the hospital. Cậu bé mà bị thương trong vụ tai nạn đã được đưa đến viện. Vậy ở đây, who was injured, tôi đổi thành injured. The boy injured in the accident was taken to the hospital. Được chưa? Mệnh đề quan hệ không xác định bằng một cụm danh từ. Đây, tôi sẽ thay thế này. We visited Barcelona, which is a city in northern Spain. Chúng tôi đã thăm cái thành phố Barcelona, cái thành phố cái mà là một thành phố ở phía bắc của Tây Ban Nha. Vậy tôi bỏ toàn bộ cái which is đi, tôi chỉ còn một cụm danh từ thôi. Như vậy mà là mệnh đề, cả một cái mệnh đề này biến thành một cụm danh từ rồi. Được chưa? Ngoài ra mệnh đề quan hệ cũng có thể thay được bằng một động từ nguyên thể. Khi nó dùng so sánh này, sau first, sau second, sau last, sau next, vân vân. Ví dụ, New Zealand was the first country which gave women the right to vote. New Zealand là cái nước đầu tiên mà cho phụ nữ cái quyền bầu cử. The first country to give. Bỏ mệnh đề quan hệ đi, chuyển thành to verb. Được chưa? Và cái này nó cũng chỉ mục đích đấy. Lưu ý khi làm dạng bài nối câu dùng mệnh đề quan hệ nhé. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là tìm được hai từ chung ở hai câu. Từ chung này là từ cùng ám chỉ một người. Sau đó xác định chức năng của từ. Bước thứ hai là các con tìm cho cô cái đại từ quan hệ tương ứng. Và bước cuối cùng là nối. Đây. The professor is excellent. I'm talking to his taking his course. Cái vị giáo sư đó rất là xuất sắc và tôi đang học theo học khóa học của ông ấy. Vậy trong trường hợp này chúng ta nhìn thấy cái his course này nó là một từ chỉ sở hữu. Và đã là sở hữu thì đại từ quan hệ liên quan đến nó sẽ phải là từ whose. Vậy cái hai cái từ này và cái từ này chung với nhau đúng không nào? Từ professor và từ his course có chung với nhau thì cô sẽ đặt nó cạnh nhau, nhưng cô sẽ thay từ his này bằng từ whose. Đáp án đúng câu này là the professor whose course I'm taking is excellent. Không chưa? Câu số 2. The man is my father. I respect this man most. Cậu bé này là cha của tôi. Tôi rất kính trọng người đàn, tôi kính trọng người đàn ông này nhất. Người đàn ông này, cô xin lỗi, người đàn ông này là cha của tôi kính trọng người đàn ông này nhất. Vậy ở đây chúng ta nhìn thấy hai cái câu này đều có this man, nhưng cái this man này đóng vai trò làm tân ngữ thì chắc chắn đại từ quan hệ này nó cũng sẽ làm tân ngữ. Được chưa?
Trong trường hợp này, tôi sẽ dùng whom, dùng who, dùng that, hoặc tôi không dùng lại từ quan hệ vẫn được. The man whom I respect most is my father. Who, that, và không dùng gì vẫn được. The man I respect most is my father. Được chưa? Như vậy bây giờ nhé, sau khi mà đã nghe giảng xong thì các con sẽ nghe giảng lại. Nghe giảng lại đến đâu các con dừng bài và các con chép đến đấy, chép lý thuyết vào vở trước. Sau đó thì cô sẽ giao bài tập về nhà xong nhé. Và phần nào các con chưa hiểu thì các con cứ nghe giảng đi, nghe giảng lại toàn bộ cái nội dung bài của các con. Nhớ là trong khi chuyển file PDF thì có một số trang nó bị ngược. Các con vào cái phần home ở trên đỉnh bên trái, và sau đó các con vào rotate right thì các con sẽ quay ngược lại được trang nhé. Ok nhé. Bây giờ các con sẽ làm bài tập về mệnh đề quan hệ nhé. Và khi mà cô ra đề như thế này thì các con sẽ bấm cái nút pause, tức là nút dừng YouTube để các con làm. Cô sẽ cho 11 câu đầu tiên, được chưa? Các con sẽ làm xong thì sau đó các con bấm chạy tiếp phần clip giảng bài của cô để các con chữa, được chưa? Sau khi mà làm xong thì các con mới bấm chữa, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chữa 11 câu đầu tiên. Câu thứ nhất, chúng ta có câu số 1. You send me a present. Thank you for it. Thank you very much for it. Ở đây chúng ta nhìn thấy có hai cái từ mà cùng chung một cái ý nghĩa, đó là từ present và từ gì nhỉ? Và cái từ it. Vậy hai cái từ này cùng chung như thế này thì chúng ta sẽ biến một trong hai từ thành đại từ quan hệ. Bạn đã gửi cho tôi một món quà và rất cảm ơn vì món quà đó. Thì giờ người ta yêu cầu mình viết lại bằng chữ thank you. Thank you very much for the present that which, hoặc là không điền đại từ quan hệ you sent me. Được chưa? Vậy mệnh đề quan hệ của nó chính là đây này. Và mệnh đề quan hệ này nó làm rõ nghĩa cho từ present thì nó phải đứng ngay sau từ present. Câu số 2. Đây là câu số 2 chứ không phải là câu số 1. Câu số 2. She was dancing with a student. He had a slight limp. Vậy đây cái ta có cái từ a student và he, đúng không nào? Đều có chung ý nghĩa. Vậy ta sẽ biến một trong hai cái này thành đại từ quan hệ. Và cô đã biến cái he này thành từ who. Được chưa? Để cho hai câu này nó thành một, làm rõ nghĩa cho từ a student. She was dancing with a student who has a slight limp. Trong trường hợp này chúng ta không thể bỏ được đại từ quan hệ, bởi vì trong trường hợp này đại từ quan hệ nó làm chủ ngữ cho động từ has, cho nên không thể bỏ đại từ quan hệ được. Được chưa? Còn con có thể dùng who hoặc that. Câu số 3. I'm looking after some children. They are terribly spoiled. Từ chung ở đây chính là từ some children và từ they. Nào. Thì bây giờ trong trường hợp này chúng ta sẽ làm câu này như thế nào? I'm looking for some children who are terribly spoiled. Mệnh đề quan hệ này là mệnh đề đứng sau từ children và làm rõ nghĩa cho từ children. Được chưa? Thì nó đứng sau thôi và bỏ từ đây này đi. Câu số 4. The bed has no mattress. I sleep on this bed. Cái đệm giường này không có đệm và tôi ngủ trên cái giường này. Thì chúng ta sẽ viết lại bằng từ the bed này. The bed I sleep on has no mattress. Hoặc là the bed on which I sleep has no mattress. Hoặc là the bed that I sleep on. Trong trường hợp này các con có thể dùng đại từ quan hệ hoặc không, hoặc là các con đảo giới từ lên trước đại từ quan hệ như thế này được. Được chưa? Đấy, có 4 cách để làm cái câu này. Câu số 5.
Romeo and Juliet are lovers. Their parents hated each other. Romeo và Juliet là một cặp tình nhân, cặp đôi yêu nhau đấy. Và họ, cha mẹ của họ thì lại rất là ghét nhau. Vậy trong trường hợp này ta có cái từ chung đó là từ lovers và từ their parents. Vậy trong cái từ chung này, cặp từ chung này đã xuất hiện cái từ their là sở hữu. Và sở hữu trong trường hợp này thì con sẽ thay bằng từ whose. Và mệnh đề quan hệ của cô là whose parents hated each other. Không chưa? Nó làm rõ nghĩa cho từ lovers. Câu số 6. There wasn't any directory in the phone box. I was phoning from this box. Thì câu này chúng ta sẽ nối bằng. Đầu tiên chúng ta xác định xem có cái từ nào là từ chung đã. À, the telephone box và this box, đúng không? Đấy, thế thì từ này sẽ được nối như thế nào đây? There wasn't any directory in the phone box from which I was phoning. Chỗ này cô đã dùng đại từ quan hệ và giới từ đứng trước đại từ quan hệ là from which. Được chưa? Hoặc cái cách thứ hai các con có thể dùng đó là there wasn't any directory in the telephone box which I was phoning from. Hoặc là that I was phoning from. Hoặc là phone box I was phoning from. Được chưa? Nhưng trong câu này là cô đã đảo giới từ lên trước đại từ quan hệ. Câu số 7. This is Mrs. Jones. Her son won the championship last year. Mrs. Jones có liên quan đến her son, con gái của bà ấy, con trai của bà ấy. Vậy trong trường hợp này ta biến cái từ her này tạo thành đại từ quan hệ whose là xong. This is Miss Jones whose son won the championship last year. Mệnh đề quan hệ đây. Câu số 8. I was sitting in a chair. It suddenly collapsed. Chair. Và gì nữa nhỉ? Và it. Hai cái này thì cái từ đằng sau sẽ được thay thế bằng đại từ which. The chair in which I was sitting suddenly collapsed. Mệnh đề quan hệ đây. Đấy, làm rõ nghĩa cho từ the chair, cái ghế. Cái ghế nào? Ghế mà tôi đang ngồi ấy. Đột nhiên bị gãy. Câu số 10. Mr. Smith said he was too busy to speak to me. Ông Smith nói rằng ông ấy quá bận để nói chuyện với tôi và tôi phải come especially to see him. Phải đến gặp ông ấy riêng. Được chưa? Vậy trong câu này chúng ta nhìn thấy cô sẽ nối như sau. Mr. Smith là tên riêng và sau tên riêng thì chúng ta sẽ dùng mệnh đề quan hệ không xác định. Là mệnh đề quan hệ đứng sau dấu phẩy đấy. Được chưa? Mr. Smith who I had to come especially to see had said he was too busy to speak to me. Ok chưa? Câu số 10. The man was sitting at the desk. He had come to see this man. Vậy trong hai câu này đã xuất hiện từ the man rồi. Đấy. Trong hai câu này đã xuất hiện từ the man. Vậy trong hai câu này xuất hiện từ the man thì tôi sẽ nối như sau. The man whom I had to come to see was sitting at the desk. Who I had come to see, that I had come to see, hoặc là không điền đại từ quan hệ. Được chưa? Đây là một trong bốn phương án mà mình có thể lựa chọn. Bây giờ các con sẽ chấm điểm xem mình được bao nhiêu trên 10 câu đầu tiên. Chấm điểm bài, sau đó thì báo điểm cho cô sau cũng được. Và các con nhớ này, ở cái phần cuối của clip này nó có một cái phần, đó là phần đăng ký. Khi các con gần xem xong ấy thì nó có cái chữ đăng ký, thì các con đăng ký chỉ một lần duy nhất thôi nhá. Đăng ký một lần duy nhất để khi nào có clip mới mà liên quan đến chương trình ôn thi thì nó sẽ tự thông báo cho các con. Bạn nào mà bấm hai lần đăng ký có nghĩa là hủy đăng ký thì lần sau sẽ không có thông báo. Được chưa? Thứ 6 tuần sau cô sẽ lại gửi tiếp một cái clip nữa liên quan đến phần chữa mệnh đề quan hệ. Thì các con sẽ làm từ câu số 11 đến câu số 25 của cái đề này. Sau đó thì thứ 6 tuần sau cô sẽ chấm. Được chưa nào?
Bây giờ cô sẽ chụp cái phần còn lại, đó là từ câu số 11 đến câu số 25. Đây, các con theo dõi nhé. Theo dõi và chép đề sau thì chúng ta sẽ làm trực tiếp vào vở. Đây, bắt đầu từ câu 10 này, 11 này, 21 này, và sau đó là đến 25. Các con cứ cho dừng lại chép đề sau đó làm nhé.